tôi cũng đã nghĩ rằng là tình hình nó sẽ diễn ra như vậy thôi. Thì cũng có thể trong khi trao đổi ấy, thì một số anh em ngồi với nhau sáng nay vẫn hồi hộp hy vọng là chắc là sẽ có một số phiếu phủ quyết của những cái người đại biểu có suy nghĩ, có lương tri và lương tâm cũng thấy cắn dứt trước cái dư luận chung của các tầng lớp nhân dân, những cái kiến nghị của trí thức trong cái nhóm kiến nghị 72, và cái số nhất trí đã lên rất cao, và cũng hy vọng là một số người sẽ theo cái tiếng gọi của lương tâm đáp ứng cái đòi hỏi của dân và của những cái người trí thức thì sẽ biểu tỏ một cái thái độ chắc là không lật ngược được tình thế đâu, mà chí ít cũng biểu tỏ một thái độ không bằng lòng trước một cái thực tế bị áp đặt nó quá trắng trợn. Nhưng mà một số khác thì nói rằng là ảo tưởng rồi ông ơi, trong một cái thể chế toàn trị này không làm gì có cái chuyện sẽ có một số những cái người phủ quyết vào cái giờ chót đâu. Nếu mà cái chuyện đó thì họ phải được chuẩn bị và phải có một cái lực lượng dẫn dắt. Chứ còn nếu như mà thức dậy lương tri thì chắc là khó, bởi vì người ta biết là cái bỏ phiếu bấm nút thì ai bỏ phiếu bấm nút thì cái bộ phận kỹ thuật người ta ghi được hết. Vì vậy cho nên là trong đó thì tuyệt đại bộ phận số đại biểu là đảng viên, mà đảng đã có ra nghị quyết thì chắc rằng họ sẽ không thể làm trái cái điều đó, trừ trường hợp giữa cái trách nhiệm đối với lương tâm, đối với dân tộc, với đất nước và cái nghĩa vụ đối với cái tổ chức mà họ là thành viên. Nhưng mà cuối cùng cái điều đó không vượt qua được. Chúng tôi cũng không có gì phải ngạc nhiên và chúng tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cuộc đấu tranh lâu dài. Và không vì vậy mà chúng tôi thất vọng trước những cái người đại biểu quốc hội nói chung. Chúng tôi không gói cả gói vào là một đâu. Tôi biết rằng trong họ, trong các anh, các chị ấy cũng có rất nhiều tâm tư. Nhưng vì lý do này, lý do khác mà người ta không thể làm khác được. Thì chúng ta vẫn phải chờ đợi thôi. Đừng có nghĩ rằng là rồi tất cả nó sẽ cứ tuần tự di tiến như thế đâu. Không. Cái lực lượng của những cái người im lặng đến một cái lúc nào đó nó sẽ bùng lên thôi. Cũng giống như là không ai có thể đoán trước được cái dòng người xếp hàng trên con đường Điện Biên Phủ rẽ vào đường Hoàng Diệu để đến ngôi nhà số 30, nhà của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Không ai hình dung được cái số người, kể cả những cái người cao tuổi xếp hàng rồng rắn ở trên những cái dọc đường Trần Nhân Tông, Lê Thánh Tông, Phạm Đình Hổ, Tăng Bạc Hổ để mà đi đến cái nhà tang lễ để viếng đại tướng. Cái dòng người trầm lắng đó, đó là một cái thái độ của dân, một cái đa số im lặng. Nhưng mà đến lúc nào đó thì họ sẽ biểu thị một cách rõ ràng. Cho nên sự nó sẽ có những cái bước đi lắt léo, ngoằn ngoèo, gập ghềnh. Nhưng mà cuối cùng thì lịch sử cũng sẽ trả phán xét, trả về cái sự sòng phẳng của nó đối với những cái giá trị chân chính. Thưa giáo sư, ông nghĩ là tương lai của Việt Nam sẽ như thế nào dưới cái hiến pháp vừa mới được thông qua? Thì như là trong những cái lời tuyên bố mà chúng tôi đã ký, gửi đòi hỏi phải hiến pháp cần phải được dừng lại, không thông qua vội, vì nếu mà thông qua sẽ là một cái bước lùi và đưa dân tộc đi vào những con đường khó khăn trước những cái thách thức của thời đại, khi mà thế giới đang rất nhiều những cái biến động và những cái thực tế nó cho thấy là nếu như mà không dấn bước cùng thời đại, không hội nhập
theo cái quy luật phát triển chung của thời đại mà vẫn giữ một cái chế độ toàn trị thì chắc rằng sẽ rất khó. Trong cái kết thúc của cái lời mà kêu gọi chúng tôi đưa ra ngày 15 tháng 11 năm 2013 đó, là chúng tôi mong đợi cử tri cả nước tùy theo điều kiện của từng nhóm hay của từng cử tri dùng các hình thức thích hợp yêu cầu các đại biểu quốc hội tại địa phương mình hay mình quen biết mà có thái độ tích cực theo tinh thần nêu trên, đứng về phía nhân dân khi nêu ý kiến và bỏ phiếu về hiến pháp. Nếu cam chịu thông qua một bản hiến pháp như dự thảo đang bàn thì quốc hội khóa 13 sẽ có tội với tổ quốc và nhân dân, và cá nhân các đại biểu quốc hội khóa 13 đã bỏ phiếu thông qua sẽ phải chịu phần trách nhiệm nặng nề trước lịch sử, trước dân tộc. Tất cả những cái điều đó nó còn nguyên giá trị để nó nói rằng với cái việc thông qua hiến pháp thì một lần nữa lịch sử sẽ phán xét về cái quốc hội này, xem quốc hội này có phải là quốc hội của dân nữa không. Cái hiến pháp mà các vị thông qua này có thể gọi là hiến pháp của dân không? Nếu đối chiếu lại với cái tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945 thì nó là một cái hiến pháp đi ngược lại những cái tuyên ngôn độc lập. Vậy thì cái hiến pháp này không thể là hiến pháp của dân được. Và đây là một hiến pháp kéo lùi bước phát triển của dân tộc. Và những người thông qua nó phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và trước dân tộc. Giáo sư có đề cập tới lực lượng của những người im lặng, thì theo ông để lực lượng này có thể đoàn kết lại và có khả năng thay đổi được cái tương lai của đất nước thì cần điều gì ạ? Cái quá trình chấn hưng đất nước đó là một quá trình lâu dài. Và để mà cái lực lượng im lặng đó sẽ biểu tỏ thái độ thì có hai vấn đề. Bản thân cái lực lượng im lặng đó họ vẫn chất chứa trong họ cái ngọn lửa yêu nước và khát vọng tự do dân chủ. Cái ngọn lửa ấy nó vẫn âm ỉ vùi trong cái đống tro của bếp. Khi được khơi dậy khởi bùng lên thì nó sẽ trở thành một ngọn lửa rất mạnh mẽ. Lúc nào thì nó khơi dậy những điều đó, đây là những cái bí ẩn của lịch sử. Và thực ra nói cùng thì nó cũng không có cái gì thì quá là bí ẩn đâu. Cái sự kiện mà tôi nhắc đến trên á, sự kiện về để tang đại tướng Võ Nguyên Giáp và cái bước chân của đoàn người thầm lặng đi trên con đường phố đến ngôi nhà số 30 phố Hoàng Diệu, thì tôi cho rằng đấy chính là gì? Đấy là những bước đi chậm rãi của lịch sử. Nhưng lịch sử không phải lúc nào cũng đi chậm rãi. Nó sẽ có những cái bước đột phá. Và ở những cái bước đột phá đó thì một cái sức mạnh tổng hợp nó sẽ được khơi dậy khi mà nó có những cái yếu tố tác động vào. Yếu tố gì? Yếu tố này bao gồm cái điều kiện trong nước và điều kiện thế giới. Nhưng mà tất cả đều phụ thuộc vào cái ý thức, cái trình độ dân trí được nâng lên. Cho nên bây giờ đây, cái quá trình mà chúng tôi gửi những cái kiến nghị thì đối tượng đương nhiên là gửi đến những nhà cầm quyền. Nhưng mà thực chất đối tượng đó chính là quần chúng nhân dân đông đảo, những cái bước chân thầm lặng. Chính họ mới là cái người quyết định. Vì vậy cũng là cái lúc mà cần phải thức tỉnh cái ý chí và nâng cao cái dân khí lên. Nói như bà Aung San Suu Kyi đó, nhân quyền bây giờ là gì? Nhân quyền lúc này là phải vượt qua cái sự sợ hãi. Mà muốn vượt qua cái sự sợ hãi thì cần phải có cái sự hiểu biết. Thế thì vừa rồi Việt Nam được bầu vào cái Hội đồng Nhân quyền Thế giới. Có người thì cho đây đã là một cái bước vớ vẩn. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì cho đó đây là một cơ hội. Cái cơ hội này sẽ là điều kiện công khai minh bạch để mà phổ biến trước toàn dân những cam kết của Việt Nam với thế giới. Và đấy cũng là một cái thức tỉnh dư luận, nâng cao dân trí
để mà chấn hưng dân khí.